Đây rồi, đấy em gái này bán hết rồi nhá. Bán hết rồi, còn rồi đây chị gái đây cho hai bó này. Dạ. Rồi ôi, ngồi chờ em thắng quắt tay rồi. Đây này cũng thuốc cái này, người giao này biết nhặt thuốc cái này. Đúng. Này con này chị này mua ngon đấy. Ừ. Thịt thịt đỏ như thịt bò luôn này. Thịt lợn già lợn. Ôi đẹp lắm, ôi rồi. Đi vào Đắk Nông như không? Bên Tây. Mây mù. Xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ là buổi sáng, đang di chuyển từ Mèo Vạc về thành phố Hà Giang. Đó. Hôm nay là ngày cuối cùng mà Thắng dẫn đoàn của chị Hoa và các người bạn. Đó. Về đến thành phố Hà Giang rồi là Thắng sẽ chia tay các chị và Thắng tiếp tục cái công việc của mình là làm cầu và sẽ tiếp tục chờ một cái đoàn nữa đã liên hệ qua nhóm anh em Tất Thắng. Đó là lên cũng đi du lịch và kết hợp thiện nguyện trao những phần quà rất là ý nghĩa. Đoàn khoảng 20 người đó và theo lộ trình thì đoàn chỉ đi cái khu vực dưới thấp thôi, tại vì do cái thời gian không có nhiều dài ngày, đoàn đông người và đi vào các bản ở dưới vùng dưới đó. Và còn rất nhiều những cái vùng nghèo khó khăn nữa, và rất mong rằng là qua cái kênh của Tất Thắng có nhiều các cô bác xem và biết được để cùng đồng hành cùng với cả Tất Thắng đến với bà con nhân dân vùng cao của Hà Giang nhé. Đây là thị trấn Bảo Lâm. Đấy. Anh em xuống rừng mua thịt lợn rồi là rau rừng, rau riếc có đồ gì thì mua. Đấy. Thị trấn Bảo Lâm này nó nhỏ hơn các thị trấn khác. Đấy. Nó chỉ có một tí thôi. Từ thị trấn Bảo Lâm này sang huyện Bắc Mê thì còn khoảng 6-70 cây nữa. Trưa nay có thể chỉ đến được đến Bắc Mê, ăn cơm ở Bắc Mê rồi là đi về Hà Giang. Theo tuyến đường này là đi qua tỉnh Cao Bằng. Vừa nãy là đi gặp Thiên Đường Mây. Cao Bằng đây các bác ơi, nhiều bác chưa biết Cao Bằng thì các bác đi đường này biết Cao Bằng nhá. Cao Bằng nhá. Rau cỏ rồi đồ đạc. Hôm nay cũng không phải là ngày chợ phiên, nhưng mà có đồ gì kiểu đồ tươi ấy mình mua về thì chiều nay về được, các bác có thể về được đến nhà rồi thì mua để cốp xe, thời tiết mát nó cũng không hỏng. Mận này. Đồ. Chợ phiên Cao Bằng. Rau cỏ thịt thà. Đấy, rau rừng kìa, rau thuốc kìa chị kìa, chị kìa kìa, rau thuốc ở bên này mới cả bên kia. Đi 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 sang đằng kia, đi sang bên đằng kia xong rồi xuống đấy, tí quay ngược lại. Đấy là đậu yến, đậu tạ đấy. Đấy thịt lợn đây, tí nữa bên kia kìa chị, đấy đúng lợn, thịt lợn đỏ như thịt bò đấy. Đấy ấy, thịt đỏ như thịt bò luôn này. Đấy. Đây đây đây, rau với cả dưa chuột đây. Dưa mèo đây. Dưa mèo, rau cỏ đây. Đồ tươi đây. Ấy, cá đây. Cá ngon đấy nhỉ. Măng này là măng nứa rồi á? Đã có măng nứa rồi á? Năm nghìn bó rồi à? Ui dưa này, ui dồi ôi. Ào.
chợ phiên nhá. Đâu đâu, rồi đấy, cô gái xinh thế. Bán măng cũng bao tiền bó? Có người yêu chưa? Có chồng rồi á? Ôi, có chồng thì anh sự anh sao mua được. Có đắng không đấy? Măng này, măng này măng ngọt á? Cái này măng ngọt à? Măng này mà, nó là măng này à? À, đây rau đắng đây. Rồi, cho hai bó này đi. Măng này ba rau này bao tiền bó đây? 10.000 bó. Từ từ được rồi nhá, đi tí nữa quay lại luôn nhá. Chắc chắn rồi đấy. Bó ra xem để chỉ cho các chị này rau. Chị ăn rau. Rau gì? Ui rau này ngon thế này. Đấy, xào tỏi. Cái này là cái gì? Rau bọc. Đây là rau gót rừng. Ôi giời. Đấy đấy đấy, hoa rau gót rừng. Rau này rau bỏ khai, rau này ăn ai bị thận ăn khỏi luôn. Mát lẹ, thận đây, rau này xào tỏi. Tốt cho thận. Thuốc ấy. Đây là rau gì? Rau này rau đắng xào trứng. Cái này gan với cả dạ dày. Rau đắng à? Ăn vâng. Đắng làm không? Ui giời, ngọt, đắng ngọt. Vâng. Rồi, rồi quá ngon luôn. Dưa ngon, dưa này là không cần rửa luôn nhỉ? Không cần rửa đâu. Có phun thuốc không? Không phun đâu. Rồi. Đấy. Đồ sạch. Đây rau gót ngừng rừng đây. Sao có mỗi bó bé me me này. Me bé quá rồi. Me quá. Đây có hoa thôi. Ba tiền túi này anh Sư ơi. Đâu rồi? Ê Sư ơi, hộ Sư với Tài hộ cái. Làm món rau tổng hợp thế sao? Ba tiền một túi này. Cái này 5.000, cái này 5.000. Đây 10.000. Bao nhiêu? 10.000 này. Cái bó này bao tiền nữa đây ạ? 15.000. Đây chị. Chị giả hộ em 15.000. Của bà 5.000 à? Thế nên phải bảo bà trả lại cho. Bà phải trả cho bà này 5.000 nhá. 15.000 của em có 15.000 thôi. Lấy cái túi to mà đựng mà. Cái này để tí nữa xào về xào tổng hợp rau rừng. Măng ngọt, măng ngọt. Đây chị có lấy rau măng không? Tí nữa đi lên đầu trên kia, cái của đứa kia ngon hơn. Kia kìa, của đứa kia. Măng này măng rang. Cái này là không có ngâm mấy muối gì. Đây chị lên trên này em bảo. Của 15.000 là đưa cho bác này 10.000, đưa cho bác này 5.000 thôi. Đây lên bảo mua của em này này. Măng của. Đây này. Của em này. Đây. Đây này, bán cho chị này hai bó măng. Đấy. Đấy, của em xinh gái đấy. Đấy là muốn mua của cây cô em xinh đấy cả. Đấy. 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 Hộ đợi tí nhá. Đây để trả cho bà bác này á. Được chưa? Dạ cái nào à? Không, chị đang bảo là ta 15.000 thì giả ba hẳn 20.000. À. Không phải giả lẻ nữa. À. Đấy, bà phải đưa lại cho bà này 5.000. À, rồi. Được rồi chị ạ. Rau của chị đâu? Của chị đâu nhỉ? À, thế chị mua cái gì? Đây à, thế hai bó mà. Được, cho Tài sách cho. Dạ. Rau thuốc á? Rau ăn thuốc á? Đây, cái này. Cái này là hoa rau ngót rừng. Vâng. Cái này nấu canh với cả thịt băm. Đây cái này. Thành 10.000.
Cái này là nhớ là chị nấu canh nhá, mấy cả thịt băm, nước nước luộc thịt, tí nữa mua thịt thịt thịt. Ôi rồi, ôi đấy, lại cho các bà y xia nữa là, trời ơi, y xia liên tục này. À, của bà họ, họ cho bà hai bà này cơ mà riêng mà được. Ôi rồi ơi à, không thì cháu lấy măng ở trên kia rồi. Mình có mấy cái rau kia rồi, để lấy cái rau nữa để tí nữa về tối nay xào bữa rau thuốc. Ui cái này nó già, cái này già lấy cái gì? Lên trên này lấy cái non này. Rau này là rau xào trứng. Cái này xào trứng. Ồ. Ba tiền món này 5.000 á? Được cái rau đây không phun thuốc nhờ. Kia tài sách kia rồi. Rau dớn càng héo càng ngon. Lấy bó thôi. Vâng. Măng. Dạ. Cái mẹ không khoái. Mà đến xe đâu không vừa ấy lắm. Đây rồi. Đấy em gái này bán hết rồi nha. Rồi đây chị gái đây cho hai bó này. Dạ. Rồi ôi. Ngồi chờ em thắng quắt tay rồi. Đây là đồ rừng. Hai mươi nghìn. Trả cho. Đợi em giả đây rồi. Tí nữa về mình ăn cơm đâu nhỉ? Mình phải ra Bắc Mê. Sang Bắc Mê ăn. Dạ có đấy, đồ ngon đấy. Dưa chuột chịu ăn không? Ui dưa này mới là dưa không thuốc. Dưa này dưa mới là bà con trồng. Đây này cũng thuốc cái này. Người giao này biết nhặt thuốc này. Đúng không? Đây, chuẩn phết này, rau tàu bay này, rau bao này, tím này. Rồi đi lên xem thịt. Rồi. Thịt lợn đen nhá, bì dày hàng 5 phân nhá. Đấy, thịt đỏ như thịt bò. Thịt lợn đỏ như thịt bò. Vâng. Ấy đỏ dạ không để yên nhìn lợn đen bắt biết ngay. Có thịt em ơi ngon đen đâu. Đây này con này được này, con này chị này mua ngon đấy. Thịt thịt đỏ như thịt bò luôn này. Thịt lợn già lợn con này cũng con này chẳng khó quá. Mua bên lợn đen này con non, con kia non hơn, con này non, con này đen mà, hai con đen đây chân giò này đầu đó. Con này non nhỏ hơn nhưng mà cái này có thể lọc thịt được ra không?
Nó giả cân tán không được lọc hả? Em mua cả cái thì mình về mình biết làm kiểu gì? Kho cho mình đi lên. Ví dụ chị mua xong bắt đầu này em lọc ra cho chị được hả? Được. Bao nhiêu tiền hai cái chân giò này? Hai cái này á. Trăm sáu mươi nghìn. Em lọc giúp chị thịt ra nhá. Hả? Không được đâu, cái này 100 nghìn là... Cái này 40 nghìn. Chị thích mua dạ dày ống ra về lưỡng. Đấy, chuẩn đã đấy. Tim này bao tiền cân nhỉ? 15 nghìn. Cả bộ là 15 nghìn. Này bao tiền cân đây? À, 100. Sao đầu con này đầu lợn đen, đầu con này đầu trắng trắng à? Đen hết mà, hai con. Ấy, kèo ngon đấy. Dạ dày đấy. Đấy, dạ dày đấy. Đây cắt bỏ cái đít đít đấy cho chị. À. Đấy ngon nha. Thịt đây đỏ như thịt bò. Ba chỉ này ngon nha. Chỉ này được đấy. Đấy, anh này chơi hẳn luôn một túi này. Hôm nay có chương trình gì mà mua nhiều đấy anh? Mỡ thôi. Thì mỡ à? À, mua mỡ, mỡ bao tiền cân? 35 à? Mua được cái gì? Đây là chân giò đây rồi, chị Hải, à, chị ấy mua chân giò rồi. Độc lạ. Độc lạ thì chỉ có rau rừng thôi. Đúng rồi. Dưới mình là phải đặt. Đây là đồ dạ dày mấy vách ngăn này là thoải mái. Rẻ à? Có 100 không? Mà lợn đen. Rẻ quá. Chân giò bao nhiêu? Chân giò chị không biết bao nhiêu tiền, bao chị thì cũng hết có 160.000 mà không biết bao nhiêu cân thì có nhiều đâu. Đây. Ôi, rẻ. Đây cũng rau rừng. Ba trăm nghìn một túi to ấy à? À xe đây rồi đây. Từ từ chờ thế ra đứng mình chờ đấy anh ấy cũng xuống bây giờ đấy. Dạ. Cái rau của chị ấy đã cho lên chưa? Cho xe của chị ấy không tí nhầm. Cho xe lên xe kia chưa? Đúng rồi, phải cho lên xe kia. Công ty còn về chỗ công ty em. Công ty thì công ty nhưng vẫn quên. Đúng rồi, nhớ nó nhầm. Hai bó rau mới cả một cái ấy riêng ấy. Thế Tài đâu? Tài đâu? Ờ đấy cái rau của mình đấy có rau đấy thôi, nhắm chó xe để xào. Tối về xào cửa ở văn phòng. Hai bó rau đắng này mình ăn rau rừng tổng hợp thôi, thịt không ăn. Thịt về dưới bọn nó có đồ ăn. Rồi, chào thị trấn Bảo Lâm. Đấy, các chị mua rau rừng, rau kiếc ở đây rất nhiều, rau vùng cao, thịt. À, rồi là các đồ nhá. À, định mua ở Mèo Vạc nhưng mà do sáng sớm dậy ăn sáng ăn siếc rồi anh em lại di chuyển nên là đi đây đi qua đường thì mua được rất nhiều. Những cái đồ ngon, thịt thà rồi các kiểu. À, anh em đấy, rau cỏ một điều. Bà con bán rau, bà con ở vùng cao. Nhìn đường đi tâm... Vâng. Đây đỗ đây lại có nhà cô khán giả này, xem là vừa đang nhắn tin. Cô tên gì nhỉ? Cô tên là Lãnh Thị Hữu. À cô Hữu đây. Lãnh Thị Hữu đây. Đây cửa hàng nhà cô đây. Rồi.
bán hàng cho bà Thanh ở bên Hà Giang rồi đây bán Huế bên Hà Giang. À vâng, đây cháu đưa đoàn của cô Hoa kia đang đi trao quà. À, trao quà trên Nam Đèo Bạc. Vâng, về đây rau ở đây ngon quá. Vâng, vâng. Ôi, cùng với bộ Nguyễn Tất Thắng với Thanh Thanh này, Tam Đắc Lạc này, taxi dù. Sư này, cái gì béo đấy, sư béo đồi thông, tài Hà Giang ấy, tài Ma Gà nghe chưa, tài Ma Gà đúng rồi, chào chị nhá, thế à, con nuôi cô à, đi chưa anh ơi, xong chưa, rồi thôi cháu chào cô nhá, cháu đi anh nhá, vâng. Thắng. Bây giờ là Thắng con lui lại gì đi. Fan hâm mộ. Vâng. Chào cô nhá. Đây là gặp nghe đi rồi mà lại thấy cô ấy đang ngồi đang nhắn tin, rồi bảo đang nhắn tin cho Nguyễn Tất Thắng sao lại không qua nhà cô. Đây, giờ thị trấn Bảo Lâm của tỉnh Cao Bằng nhá. Đấy, các bác thấy phong cảnh nào? Gặp một cái bác là cô ấy mời vào nhà chơi nhưng mà không có thời gian. Anh em Thắng di chuyển luôn, kết thúc cái vùng đất Cao Bằng thật tuyệt vời. Hôm nào Thắng sẽ có một cái thời gian Thắng qua đây chia sẻ những cái hình ảnh bên này nhiều hơn cho các bác xem. Đây là một cái núi và cái khu vực dãy núi đá và có những cái vách đá qua những cái chỗ này cực đẹp luôn. Đấy, các bác nào đi Bảo Lâm, Bảo Lạc rồi thì đều biết cái khu vực chỗ này cũng không khác gì đèo Mã Pì Lèng. Đó, dưới là dòng sông xanh biếc và hai bên là cái hẻm vực. Đó, cực là sâu. Khu vực này thấy nói cũng rằng là cũng có những cái đàn khỉ mốc ở đây. Các bác thấy đẹp không? Từ đây sang để chạm đất Hà Giang thì nó rơi vào khoảng 16-17 km nữa nhá. Các bác đi tuyến đường này là đường cực đẹp luôn. Nhiều bác hôm nọ hỏi, cứ hỏi là đường có đẹp không nhá. Thì các bác xem hình ảnh đường rộng, đẹp. Nên là nhiều người đi từ Mèo Vạc về là không biết được đường. Đấy, các bác thấy xem những cái vách đá đẹp không? Tuyệt vời luôn, đây dưới dòng sông xanh biếc. Bác nào đi du lịch nhìn thấy những cái cảnh này mê hồn luôn. Rồi, đi sang bên kia để ăn cơm. Đi sang đất Hà Giang. Chào thị trấn Bảo Lâm. Rau rất là ngon. Rồi, sau một quãng thời gian dài xuyên buổi trưa qua Bắc Mê ăn cơm về đến 31, anh em cùng đoàn ăn cơm tại 31 rồi di chuyển về cái chỗ văn phòng của Tất Thắng. À, nhớ cầm cái dây khen luôn nhá, dây khen của các bác ấy xuống treo văn phòng. Văn phòng của Tất Thắng là nằm ở cái khu vực đối diện công viên nước Hà Phương. Các bác nào mà lên Hà Giang ấy thì đừng có đánh tra cái Google Maps là Nguyễn Tất Thắng, mà tra là khám phá du lịch Hà Giang thì nó sẽ ra. Đây này. Bảo anh phi tiến tí để tí nó chụp cái ảnh ở chỗ văn phòng em tí. Vâng. Làm kỷ niệm với cả đoàn của các anh chị. Mấy tiếng rồi nhỉ? Thế là đi mấy tiếng? Dạ. Sớm mà. Đi từ 6 giờ sáng, 7 giờ sáng. Đến giờ là 1 giờ hơn. Đấy. Các bác thấy này, bộ sưu tập giấy khen của các chương trình rất là ý nghĩa. Đun farm trẻ
Đây chụp 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 cái ảnh tại ơi. Chụp cái ảnh mấy cả các chị đang ở cửa chỗ em gái em gửi. Tao tai tai. Đó. Đây đây mình đứng trước cửa đây thôi. Đây sữa ơi, taxi dù ơi. Đây đây đây. Tôi sẽ qua đó. Nào, nhìn vào đây nhá. 1 2 3. 1 2 3. Rồi, ok. Uống nước cô. Ê sữa. Pha chè, pha chè, pha chè. Pha chè một cái. Pha gì cô? À sang bên kia, sang bên kia. Vâng. Văn phòng thôi ạ. Vâng ạ. Pha một ấm chè. Kẹo. Chị ngồi đi, chị ngồi đi. À rồi, ngồi sang kia. Đâu cái nước nóng kia. Điểm pha chè với. Hả? Điểm pha chè. À rồi. Ấy lại được thêm một cái giấy khen nữa vào bộ sưu tập. Giấy khen. Đây, của bọn em đây. Úi giời. Giấy khen của các đoàn đấy. Đi thiện nguyện qua kênh của bọn em. 1 2 3. Rồi, cảm ơn. Đẹp. Cả ngô cả ngô luôn. Ngô. Ừ. Nhiều. Vâng. Đói cái là mang xuống xay mèn mén luôn đấy. Không, cái này không nướng được, cái này rang rang rang. Vâng. Chỉ có hổ bỏng thôi. Mua gì à? Mua này chú Hoa ơi. Kệ nó. Đây nhà bên này, còn em bên này là để nông sản. Vâng. Vợ vợ của Tày TV. Vâng. Loại nào cũng xịn nhưng mà sáp trước mà nó đây là để điện sáng rồi. Chỗ này nó tối thôi. Trên đấy, trên này là nó điện nó ấy. Vâng. Trên này là nó. Một lít à? Vâng, một lít. Vâng. Sinh năm 88. Thế thì cũng không ít đâu. Vâng, năm nay 34, 35 rồi. Thế mà trẻ nhỉ. Cái chai của nó là bằng thủy tinh. À, không, cái chai kia chai nhựa. Còn chai cái bạc hà mới có ấy kia là có sáp kia là thủy tinh. Thế mà đầy cốc xe đấy, mua đến mấy chục cân măng, sợ quá. Các chị về xong là hôm nào lại lên chơi bọn em. Ok. Vâng. Chắc chắn sẽ chị em mình cũng sẽ gặp lại mà.
Vâng. Đấy. Em nó cứ mong các chị gặp lại các chị là bà con lại có quà. Đợt sau mà các chị có các chị nào ở Đài Loan nữa về lại dẫn đi chơi cùng bọn em. Đi Hà Giang du lịch giá rẻ nhất. Vâng. Thế à? Ở đâu? Ở đây đâu có máy bay mà đi. Ở đây có sân bay. Được rồi, đấy, tài bi ra cho xe cho các chị. Được rồi. Đấy, mặt có chữ X này là ấy. Nước hả? Nó vừa ăn xong cho chị số tài khoản đi. 103 ạ. À không thì chị chuyển thẳng vào đây. 8200 để em chuyển vào Agribank luôn. Vâng. Bỏ xuống hết rồi mà chị. Bỏ xuống hết rồi, rau rừng bỏ xuống hết rồi. Rau có bị héo không? Vâng, cho các chị một chút gọi. Vâng. Rồi chào các anh chị nhá. Chào anh nhá. Rồi. Chào chị nhá. Rồi. Rồi. Rất mong là sớm gặp lại các anh chị. Rồi. Đấy nha, anh chị đi đường này đi nó gần. Vâng, ra đây cái rẽ đây luôn. Vâng. Ra thẳng bến xe luôn đấy. Rồi. Vâng, vâng. Hẹn ngày gặp lại gần nhất. Dạ vâng. Đấy. Bác nào mà đi du lịch qua kênh của Tất Thắng hãy gọi điện qua số điện thoại 0353 333 316, cái số điện thoại trên biển nhá. Đấy. Đây là khu văn phòng du lịch của nhóm anh em Tất Thắng. Đấy. Kết thúc một đoàn của các chị đi chơi Hà Giang và kết hợp thiện nguyện trao quà cho bà con nghèo ở tỉnh Hà Giang, rất là tuyệt vời. À, xem búa đâu lại đóng giấy khen lên em ơi. Hình như anh thấy là có một cái chỗ như kiểu là nước nó lại chảy xuống thế này. Đấy, nó bị mờ thế này, kiểu gì đó ấy. Em biết rồi. Ở chỗ nào? Ở trên này kiểu là nó chảy nước đi xuống mạnh quá thì nó không, nó chảy rò đằng sau ấy. Thế mai xem có phương án gì không? Đóng. Từ trên nó thẳng xuống rồi xong là nó không... Đâu nhỉ? Cái giấy khen đâu nhỉ anh Sự nhỉ? Đấy em để kia. À. Lấy búa đây, đinh đâu còn không? Đóng lên đi. Đây là Thắng lại tiếp tục thêm vào giấy khen của đoàn chị Hoa và các người bạn tại Đài Loan. Đó. Tuyệt vời. Bác nào thuê xe nhé, 180.000 một ngày. À, đi cao nguyên đá Đồng Văn. Bác theo dõi video của Tất Thắng thì bác biết rằng xe của nhóm anh em Tất Thắng là hoàn toàn 100% là xe mới hết. Đó. Đây, đi đảm bảo thay dầu thay khiết ngon nghẻ và giấy tờ đầy đủ. Đó. Không phải xe mua lại hay không phải xe ấy gì cả. Tất cả các bác nào thuê xe với giá 180.000 một ngày, các bác lên từ Hà Nội lên thì có thể ngủ nghỉ lại tại văn phòng và tối ngủ nghỉ tại đây
đấy, có nghĩa buổi tối để chờ xe 9 giờ lên tận cửa này đón các bác tiếp về Hà Nội đấy. Xe đi giường nằm, giường đôi xuống Hà Nội nhé. Gọi điện thoại cho nhóm anh em Tất Thắng để được tư vấn những cái điểm du lịch tốt nhất đó. Thì có những người nào mà đi xe máy này ấy, mà họ thuê xe máy qua kênh nhóm của anh em Tất Thắng ấy, thì đi chi phí rất là rẻ, nó chỉ rơi vào khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu thôi trong một cái tuyến đi đó, của mình đó, đó là thuê xe tự lái rất là rẻ. Và nhóm anh em sẽ hướng dẫn cho là ăn chỗ nào, ngủ chỗ nào và đi chỗ nào thì nó rẻ lắm đó, để các bác biết được. Còn liên hệ chẳng hạn là đặt cả tour, cả hành trình và yêu cầu những cái chỗ nó phải tốt, xịn sò hay như nào đó thì giá cả nó tùy vào từng phân khúc đó. Nhưng mà đi đa phần là những cái người mà thanh niên ấy thì họ chọn cái du lịch khám phá mà đi bằng xe máy này, tại vì là thanh niên sinh viên thì họ ít tiền thì họ đa phần là thuê xe máy để đi. Thì các bác nào mà đi thuê xe máy này thì 180.000 tự lái, ăn uống ngủ nghỉ, thậm chí là có người còn tiết kiệm hơn, rẻ hơn, là nó không đến 2 triệu rưỡi một ngày đâu, nó còn chỉ khoảng là ngủ nó khoảng 300-400, xong là ăn uống một ngày hai bữa với cả bữa sáng nữa thì nó chỉ rơi vào khoảng hơn triệu ngày thôi đó. Nên là Thắng tư vấn cho để cho các bác có thể nắm được. Nhiều bác là cứ hỏi giá riết rồi là các kiểu, nhưng mà chẳng hạn là đi mà có hướng dẫn rồi là có tour và có những cái phòng ngủ nó tốt hơn, chất lượng, thì tại vì những cái người mà đi theo Tất Thắng ấy thì đều có tuổi. Ví dụ như đoàn chị Hoa này cũng là người, các bác nhìn thì bề ngoài thì các bác trẻ trung nhưng đa phần là có cháu hết rồi đấy, là người cũng có tuổi rồi, lên bà nội bà ngoại hết rồi, nên là người ta cũng có tuổi đấy, thì nó phải ngủ những cái chỗ nó ấy. Còn thanh niên thì họ có thể ngủ giường tầng, rồi là những cái chỗ nó thoải mái, thanh niên mà. Còn những cái người trung tuổi trung niên thì đi theo thì cần phải có những người đi theo nào phục vụ rồi ấy, thì những cái giá thành tour nó sẽ đắt hơn chút đó, để cho các bác biết được. Thế là rất mong rằng là một ngày gần nhất sẽ được đón tiếp các bác tại chính nơi này. Chỉ còn khoảng 2 tháng 3 tháng nữa thôi là cái nhà hàng của Tất Thắng xong, thì Thắng sẽ có thêm những cái món ăn đặc sản luôn mà chưa có một cái nhà hàng nào có được ở cái vùng Hà Giang này. Đấy, Thắng nói chưa có, sẽ là rất là khác biệt. Cho nên là các bác đến đây ngoài cái việc đi du lịch Hà Giang còn được thưởng thức ẩm thực tại cái nhà hàng của Tất Thắng nữa. Đấy. Và rất mong rằng là cái nhà hàng đó được triển khai sớm, và có rất nhiều người đã review cái đó rồi, mặc dù là không được cái sự cho phép của Tất Thắng đâu, nhưng mà vẫn cứ nhận bạn vào review, tại vì là nó đang rất là hot đó. Mọi người là cứ vào đấy là quay review thoải mái đấy, nhưng mà Thắng thì không có nhà, nhưng các bác cứ thoải mái review chia sẻ cho nhiều người biết đó. Ở đó những cái văn phòng này cũng vậy đấy, ngủ nghỉ rất là sạch sẽ, giường chiếu, rồi là cái tất cả những cái mà để mà nói là không phải khen của ai tốt ai xấu, nhưng mà khi các bác nào đã đi thuê xe máy ở Hà Giang rồi hay là đến sẽ đến lại cái chỗ văn phòng của Tất Thắng, đã thuê những cái chỗ khác rồi đến chỗ văn phòng của Tất Thắng thì cảm thấy nó có sự khác biệt ngay từ chỗ ăn chỗ nghỉ đó. Và cái xe đó, đầu tư rất là mới đó, chứ không phải là cũ đâu, xe mới hết hoàn toàn. Có những cái đơn vị thì họ mua lại những cái xe cũ để họ cho thuê đấy, thì nó rẻ, giá rẻ đấy. Và ở đây Tất Thắng là làm với cái, tất cả bằng cái trách nhiệm và cái ấy của mình, cái tâm của mình làm để phục vụ được bà con, rồi phục vụ tất cả những cái nơi mà mọi người muốn đến và Hà Giang khám phá trải nghiệm. Đóng khung lên chưa? Ở đấy, thế là giấy khen của đoàn của chị Hoa đã lại có mặt tại văn phòng của Tất Thắng sau chuyến đi 2 ngày 3 đêm, xin lỗi là 2 đêm 3 ngày tại Hà Giang, và đã kết thúc tốt đẹp.
xin cảm ơn. Mấy hôm nữa Thắng sẽ đón tiếp một đoàn khác nữa. Hôm vừa rồi có mấy đoàn cũng đều mong gặp được Tất Thắng, nhưng mà do Tất Thắng bận công việc không thể tiếp được, mong các bác thông cảm. Có đã có em Tài TV rồi là em Phang Phang cũng đã phải đưa đoàn, nhưng mà em Phang Phang thì đa phần là cũng đưa khách nước ngoài nữa, nên là phải chỗ của Tất Thắng này chưa có hướng dẫn viên phiên dịch riêng đấy, nên là vẫn phải là em Phang Phang phiên dịch tiếng nước ngoài đấy. Còn cái người mà hôm chẳng hạn là mà yêu cầu tiếng nước ngoài ấy, thì Thắng đang phải gọi cộng tác viên bên ngoài đó. Thôi cuối cùng Thắng xin kết thúc cái video của mình ở đây, kết thúc một cái cuộc hành trình dài. Hôm nay đi mua được những cái đồ rất là ngon, các chị cũng về qua cái chỗ nông sản của Tất Thắng mua những cái chai mật ong rừng, mật ong Bạc Hà rất là chất lượng từ chỗ Tất Thắng, rồi mua mật nụ hoa Tam Thất, và Thắng cũng gửi tặng chị các chị những cái món quà đặc sản của núi rừng Hà Giang, đó là mật ong rừng. Các bác nào có thể liên hệ qua cái số điện thoại để được mua những cái chai mật ong rừng xịn sò mà tất cả anh em Tất Thắng đã làm và lấy được trên rừng mà trong những cái chuyến mà Thắng đi bản. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc đoàn của chị Hoa và các chị về Hà Nội một cái chuyến đi an toàn và ý nghĩa. Tối nay các chị lại có mặt tại Hà Nội rồi. Xin cảm ơn các chị. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Có trà xuân rồi nhá. Đấy, Tất Thắng uống nước chè. Đấy, hôm nay Ước với cả em Trang đang đi lấy chè, đi quay chè. Đấy. Chè ở Hà Giang thì 100% là không thuốc sâu. Tôi không cần biết là ngon hay không hay như nào. Có nghĩa là người dân tự sao và không phun thuốc. Nó tốt ở cái chỗ đó. Đấy, đây là nhiều bác cứ bảo sao chè của Thắng nó lại có cái màu này nhá, chè màu như nước mật ong đó. Khi nào các bác nào lên Hà Giang mà tìm hiểu chè thì sẽ biết. Chè này mới là chuẩn, còn cái chè xanh xanh ở trên kia không biết họ cho cái gì vào nó xanh lè. Chè đấy là chè non thì nó sẽ xanh, chè Thái là họ hay xanh, nó ngọt hậu là chè Hà Giang và nó có màu nước như kiểu màu mật ong ấy. Chè này mới là chuẩn. Đặc phết đấy, cho ít thế mà vẫn đặc ngọt, uống xong mà nó mới ngọt 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 đặc.